Ngày 19 tháng 4, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm quản lý giao thông công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch kiểm nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế xe buýt đón trả khách trước cổng khu du lịch Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 8 giờ 30 phút sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe và kiểm tra đối với nhiều lượt xe buýt dừng đón trả khách, chủ yếu là xe buýt đi hướng xa lộ Hà Nội, làng đại học. Tại đây, cán bộ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ kiểm tra hàng hóa, hành khách, lệnh vận chuyển, số lượng khách, số vé. Riêng các tài xế, lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy bằng mẫu nước tiểu. Các tài xế khi thực hiện đủ 2 yêu cầu cho kết quả âm tính sẽ tiếp tục lộ trình. Đa số các tài xế đều chấp hành nghiêm túc với các yêu cầu của lực lượng chức năng. Lên xe là đã được kiểm tra đầy đủ rồi mới được lên xe, chứ anh có nồng độ cồn đâu có đảm bảo cho hành khách đâu, đúng không? Đó là nhiệm vụ, đó là điều tốt á, cần phải làm là rất là tốt, tài xế rất là ủng hộ điều đó. Trong buổi sáng, cảnh sát giao thông đã kiểm tra gần 20 tài xế xe buýt đón trả khách tại khu du lịch Suối Tiên, chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm.